Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm về ngọc của vị tướng Salim dành cho đi gần. Thì khi chơi Salim đi gần á, vị tướng này á cần cái tốc đánh rất là cao, nên là khi chơi vị tướng này thì mình phải lên ngọc tốc đánh nha mọi người. Salim mà lên đi gần á, tốc đánh càng cao thì chơi càng hay. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái bảng ngọc cho Salim. Về 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên tỷ lệ chí mạng và tốc đánh là 10 viên nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Còn về 10 viên ngọc tím thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy nha. Thì cái bảng ngọc tốc đánh dành cho Salim là 26%. Trong tất cả các vị tướng xạ thủ á, thì chỉ có riêng vị tướng Wenhell là xài được cái bảng ngọc 32% tốc đánh thôi. Tại vì vị tướng Wenhell là vị tướng sát thương hỗn hợp, có sát thương phép tá trọng. Còn đa phần các vị tướng xạ thủ còn lại á, thì nó không quá hỗn hợp nha mọi người. Rồi, sau đây mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu. Về cấp hiệu dành cho Salim nó có hai cái, một là giảm hồi, hai là tinh linh. Thì khi mà đi gần á, thì mình thích chọn cái giảm hồi nhiều hơn. Tại vì khi mà đi gần á, thì chọn cái giảm hồi nó sẽ phù hợp cho vị tướng này. Cái thời gian hồi chiêu nó sẽ nhanh, khi mà nó tung chiêu cuối á, thời gian hồi chiêu nhanh. Cái thứ hai là cái thời gian miễn thương cũng có, nó tăng lên nữa. Và cái thứ ba là cái hiệu ứng nó kéo dài. Còn nhánh phụ dưới đây á, thì mình ưu tiên chọn cái hồi máu và hồi năng lượng nhanh cho Salim nha. Bên đây thì sợ xăng sẽ giúp cho vị tướng Salim nó sẽ cộng thêm được công vật lý rất là nhiều. Còn về cái phần trang bị dành cho đi gần á, thì mình chia sẻ có anh 4 cái trang bị nha. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái trang bị đầu tiên. Thì trang bị đi gần dành cho Salim á, thì đầu tiên đây mình sẽ lên như sau nha. Cái món đi gần đầu tiên nha, bắt chắc chắn luôn, chắc chắn là phải lên cây cung bỏ tố để có tốc đánh là cái thứ nhất. Thứ hai là giày du mục. Đó, mình lên tới hai món này thì tốc đánh Salim rất là cao nha mọi người. Món thứ ba là thánh kiếm, món thứ tư là cây thâm đầu bảo táp, món thứ năm chính là cây kiếm mua xa, cuối cùng là giáp hộ mệnh. Mắc giáp hộ mệnh thì mình có thể lên cây liềm lực mệnh nha. Thì đây là cái phần trang bị đi gần dành cho Salim khi mà gặp tem bạn á, đầm đi giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Nếu mà mình đi gần á mà gặp tem bạn á có cái nguồn sát thương phép thuật mạnh á, thì chỗ này nè, đó, cây thâm đầu bảo táp thế thành cây gương Ugel, cái giày du mục thế thành giày kiên cường nha. Đó, chỗ cái viên choi nè, khi mà số ghi mọi người nha, cái chỗ giáp phòng mệnh á thì mình sẽ lên cái viên choi khi mà giáp phòng mệnh mắc á. Đó, khi mà gặp tem bạn là có nguồn sát thương phép thuật mạnh nha. Còn nếu mà gặp tem bạn có nguồn sát thương vật lý mạnh thì chỗ giày kiên cường này thế thành giày hậu vệ gương Ugel, thì mình sẽ lên cái vuốt khung tàn. Đó, đây là cái trang bị mà khi gặp tem bạn có những cái vị tướng mà sát thương vật lý mạnh. Tiếp theo là cái trang bị cuối cùng, nếu mà gặp tem bạn có những cái vị tướng mà châu máu hồi phục tốt thì mình sẽ lên như sau. Chắc chắn là chiếc giày này mình sẽ dẫn xài chiếc giày tốc đánh nha mọi người. Đó, thánh kiếm thì mình dời lên sau, mình lên cái món thứ ba này nè, mình ưu tiên lên cái kiếm Phoenix nha. Đó, thứ tư là thánh kiếm, thứ năm là kiếm mua xa, cuối cùng là giáp phong mạnh. Mắc giáp phòng mạnh thì mình sẽ lên cái liềm đột mệnh á. Đây là cái trang bị mà khi đối đầu với tem mạng có nhiều tướng cứng cáp châu bò đó. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về bản ngọc dành cho Salim đi gần nha. Mình chơi rất là ok, nên là mọi người cứ yên tâm về cái bản ngọc nè, trang bị và phù hiệu mình thấy rất là ok đó, nên là mình chia sẻ, mình đảm bảo cái phần trang bị này rất là ok. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha.